Xin kính chào quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Trước khi đến với chủ đề chính của chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp một số sự kiện nổi bật. Sau khi kết thúc cuộc họp diễn ra ngày 14 tháng 6, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã quyết định giữ nguyên lãi suất cấp vốn ở mức 0%, lãi suất cho vay là 0,5% và lãi suất tiền gửi là âm 0,4% qua mùa hè 2019. ECB cũng dự định sẽ thu hẹp quy mô chương trình mua trái phiếu hiện tại từ 30 tỷ euro một tháng xuống 15 tỷ euro một tháng từ tháng 10 tới tháng 12 năm 2018 và sau đó sẽ chấm dứt hẳn chương trình này. Ngày 13 tháng 6, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thông báo quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên mức 2%, đồng thời cho hay sẽ có thêm 2 đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay, nâng tổng số lần tăng lãi suất của năm 2018 lên 4 lần. Ngày 13 và 14 tháng 6, Lưỡng viện Quốc hội Pháp đã thông qua kế hoạch cải cách công ty đường sắt quốc doanh SNCF, bất chấp việc các công đoàn đường sắt tuyên bố sẽ tiếp tục đình công cho đến hết tháng 6. Luật cải cách đường sắt dự kiến sẽ chính thức được thi hành vào ngày 1 tháng 1 năm 2020. Trong bối cảnh Canada hy vọng đẩy nhanh việc phê chuẩn hiệp định CPTPP, còn Quốc hội Nhật Bản đã ban hành một đạo luật để thông qua hiệp định này, thì Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad lại kêu gọi đàm phán lại để những nền kinh tế nhỏ hơn sẽ có cơ hội cạnh tranh. Hy Lạp và Macedonia đã nhất trí đổi tên nước Macedonia thành Cộng hòa Bắc Macedonia nhằm chấm dứt một cuộc tranh cãi kéo dài 27 năm qua giữa hai nước này. Trước đó, Athens phản đối tên gọi của nước láng giềng phía Bắc do một tỉnh miền Bắc của Hy Lạp cũng có tên là Macedonia bởi lo ngại sự trùng hợp về tên gọi có thể dẫn đến tranh chấp về lãnh thổ giữa hai nước. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 6, mọi sự chú ý của cộng đồng quốc tế đã đổ dồn về quốc đảo Sư Tử Singapore, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên giữa Mỹ và Triều Tiên. Sự kiện này không chỉ là để giải quyết mối quan hệ Mỹ và Triều Tiên, mà còn được kỳ vọng giúp kết thúc những căng thẳng liên quan đến vấn đề hạt nhân, mang lại một nền hòa bình vĩnh viễn cho bán đảo Triều Tiên. Hội nghị này cũng chính là chủ đề trong chương trình Thế giới sự kiện ngày hôm nay. Ngày 12 tháng 6, hội nghị thượng đỉnh được trông đợi giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chính thức diễn ra tại khách sạn Kavala của Singapore. Cuộc gặp mở đầu trong bầu không khí tốt đẹp khi hai nhà lãnh đạo cùng bắt tay và chụp ảnh trước các phóng viên. Kết thúc hội nghị, hai nhà lãnh đạo ký tuyên bố chung Singapore ghi nhận những tiến triển đạt được. Văn kiện này bao gồm 4 điểm chính. Hai nước cam kết thiết lập mối quan hệ song phương kiểu mới, cùng nỗ lực xây dựng cơ chế hòa bình lâu dài và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Tái khẳng định tuyên bố bản môn điếm ngày 27 tháng 4, cam kết tìm lại hài cốt những người mất tích trong chiến tranh Triều Tiên. Chúng tôi đã xây dựng được một mối liên kết đặc biệt, cũng như chuẩn bị để bắt đầu một trang sử mới, một chương mới giữa hai quốc gia. Chúng tôi đã ký kết một tuyên bố chung, cam kết kiên định đối với phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên. Tiến trình đó sẽ bắt đầu rất nhanh chóng, chắc chắn là như vậy. Chúng tôi đã có một cuộc gặp lịch sử, bỏ qua quá khứ và hướng tới một khởi đầu mới. Chúng tôi ký một thỏa thuận lịch sử và thế giới sẽ thấy một thay đổi rất lớn. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến Tổng thống Trump vì đã khiến nó thành hiện thực. Hội nghị thượng đỉnh lần này được xem là bước khởi động cho một quá trình dài hạn với mục tiêu tạo ra hòa bình bền vững cho khu vực và thế giới. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên ngay từ khi được lên ý tưởng đã đem lại hy vọng lớn cho toàn thế giới như một minh chứng mạnh mẽ về việc chấm dứt đối đầu và chuyển sang đối thoại, là bước đi đầu tiên dẫn tới việc ký kết hiệp ước hòa bình trên bán đảo Triều Tiên trước khi Mỹ-Triều bình thường hóa quan hệ. Để làm rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị cùng gặp gỡ một chuyên gia chính trị và kinh tế người Hàn Quốc, ông Sang Muli, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn Việt. Cảm ơn ông đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, ngày 12 tháng 6, Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên đã có cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ. Ông có thể cho biết ý nghĩa cũng như mục đích của hội nghị lần này. Đầu tiên, tôi rất vui khi được thảo luận về cuộc gặp Mỹ-Triều lần này dựa trên những suy nghĩ của riêng tôi dưới góc độ của một nhà kinh doanh chứ không phải góc nhìn chính trị. Trước tiên, tôi muốn nói đến lý do tại sao Tổng thống Mỹ Donald Trump mong muốn gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và ngược lại, vì sao ông Kim Jong-un lại muốn cuộc gặp này xảy ra. Tôi nói như vậy là bởi theo tôi, hai nhà lãnh đạo này đều có những mục đích khác nhau khi đến với cuộc họp lần này. Mỹ hiện đang ở vị trí là một cường quốc hàng đầu trên thế giới và với tư cách là nhà lãnh đạo của một cường quốc như vậy,
Tổng thống Mỹ Donald Trump thấy được sự cần thiết của việc ngăn chặn Triều Tiên giải giáp vũ khí hạt nhân. Bởi trong vòng vài năm trở lại đây, Triều Tiên đã phát triển vũ khí hạt nhân và họ đã thực hiện thử nghiệm loại vũ khí này một vài lần. Về phần nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, mặc dù ông ấy có vũ khí hạt nhân rất mạnh, nhưng tình trạng người dân tại Triều Tiên lại không được khả quan. Bên cạnh đó, bởi vì Triều Tiên phải hứng chịu các lệnh trừng phạt của EU, Mỹ và Trung Quốc, chính phủ và nhân dân Triều Tiên đã phải trải qua những điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn. Đó là một phần lý do của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ngoài ra, trên thế giới có nhiều nước và nhiều tổ chức cũng rất quan tâm đến cuộc gặp này, như EU, như các nước Trung Đông, nước Nga, vì cuộc gặp này xoay quanh vấn đề hạt nhân. Tại sao hội nghị thượng đỉnh này lại nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng quốc tế, trong đó đặc biệt là Hàn Quốc, thưa ông? Có hai lý do chính cho điều này. Thứ nhất, Triều Tiên và Hàn Quốc thực chất là một quốc gia với rất nhiều khu vực dân tộc thiểu số, và cho đến nay, hai miền đã bị chia cắt gần 70 năm, từ năm 1950. Rất nhiều gia đình đã bị chia cắt từng đó năm, có những người còn sống, có những người đã ra đi, nhưng vấn đề này vẫn luôn là một vấn đề nổi cộm trong chương trình nghị sự của chúng tôi. Vấn đề thứ hai mà tôi muốn nói đến, đó là trong rất nhiều năm qua, từ các nhiệm kỳ trước đây mà cha và ông nội của nhà lãnh đạo Kim Jong-un điều hành đất nước, họ đã tạo ra nhiều mâu thuẫn giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Chúng tôi, những người dân Hàn Quốc, muốn chung sống trong hòa bình, chứ không phải một cuộc sống trong chiến tranh. Đó là lý do tại sao người dân Triều Tiên và Hàn Quốc mong muốn cuộc gặp này. Lý do thứ hai, như tôi đã nói với bạn, Mỹ với tư cách là một siêu cường trên thế giới đang nỗ lực bảo vệ thế giới trước nguy cơ về vũ khí hạt nhân, bởi đây là một loại vũ khí nguy hiểm và có khả năng phá hoại rất lớn. Không chỉ có Triều Tiên mà rất nhiều nước trên thế giới muốn sản xuất vũ khí hạt nhân, và bất cứ quốc gia nào có tiềm lực tài chính và có các công nghệ kỹ thuật cao cũng có thể tự chế tạo và sở hữu loại vũ khí này chỉ trong vòng vài tháng. Nhưng chúng tôi, với hy vọng về một nền hòa bình, đã không có ý định như vậy, và chúng tôi muốn truyền thông điệp này đến với Triều Tiên. Bởi vậy, cuộc gặp lần này mới nhận được nhiều sự chú ý đến vậy. Hội nghị lần này đã kết thúc một cách thành công và tốt đẹp với một thỏa thuận được đưa ra. Vậy cuộc gặp này sẽ đem lại điều gì cho Mỹ, Triều Tiên cũng như cộng đồng quốc tế, thưa ông? Như chúng ta đều biết, Mỹ đã nhiều lần nhắc đến CVID hay là mục tiêu phi hạt nhân hóa toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Về phần mình, mong muốn của nhà lãnh đạo Kim Jong-un là đem lại một cuộc sống ấm no hạnh phúc cho người dân của mình. Và trong những tháng tới, hai nước sẽ phải nỗ lực hơn nữa, cùng nhau làm việc để đạt được thỏa thuận cuối cùng liên quan đến CVID. Đất nước Hàn Quốc của chúng tôi đã bị chia cắt với Triều Tiên kể từ năm 1950. Vào thời kỳ đó, tình trạng kinh tế của hai miền không quá khác biệt. Thế nhưng ngày hôm nay, giữa thế kỷ 21, tiềm lực kinh tế và GDP của Hàn Quốc cao gấp 10 lần so với Triều Tiên. Vậy là trong 70 năm qua, Triều Tiên chỉ tập trung phát triển vũ khí hạt nhân mà bỏ bê nâng cao tiềm lực kinh tế. Và theo tôi, đó là một lỗi lớn. Bởi vậy, nếu nhà lãnh đạo Kim Jong-un xem xét về việc từ bỏ vũ khí hạt nhân, ông có thể có cơ hội đem lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân của mình. Dù đây là một sự kiện song phương, nhưng sự nỗ lực của nhiều bên khác nhau như Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc hay các nước châu Âu khác cũng đóng vai trò quan trọng để thực hiện mục tiêu xây dựng hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây để tìm hiểu thêm về phản ứng của các bên. Ngay sau khi cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kết thúc, giới chức và người dân Hàn Quốc đều bày tỏ sự hoan nghênh kết quả hội nghị. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ mang lại kết quả thành công và mở ra một kỷ nguyên mới của hòa bình phi hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, cũng như xây dựng được một mối quan hệ mới giữa Hàn Quốc, Triều Tiên và Mỹ. Tôi hy vọng Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim sẽ đặt nền móng cho một thế giới không có vũ khí hạt nhân thông qua hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Tôi cũng hy vọng Tổng thống Moon Jae-in sẽ đóng vai trò lớn hơn trong vấn đề này bằng cách hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên sẽ tạo động lực để thống nhất hai miền. Chỉ có một chút tiếc nuối là Hàn Quốc đã không tham gia hội nghị thượng đỉnh này. Tôi hy vọng Mỹ sẽ đóng vai trò hỗ trợ khi Hàn Quốc và Triều Tiên thúc đẩy vấn đề này.
nhiều quốc gia khác cũng ngay lập tức có phản ứng tích cực về hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều. Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng và tích cực khi hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đã tổ chức đối thoại trên cơ sở quan hệ bình đẳng. Trung Quốc ủng hộ và hoan nghênh cuộc gặp trên mở ra một trang sử mới. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều sẽ mang lại những tiến triển trong giải quyết vấn đề hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên. Nhật Bản sẽ theo đuổi nỗ lực để đưa cuộc gặp lịch sử này thành một bước đi lớn hướng tới mục tiêu thiết lập hòa bình, ổn định tại khu vực Đông Bắc Á. Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực liên tục của Tổng thống Trump trong vấn đề Triều Tiên. Cuộc đối thoại giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ Triều là một bước đi quan trọng hướng tới việc thúc đẩy hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Hội nghị thượng đỉnh lịch sử Mỹ Triều là bước đi cần thiết và quan trọng cho thấy việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên hoàn toàn có thể đạt được. EU sẵn sàng tạo điều kiện và hỗ trợ các cuộc đàm phán tiếp theo, cũng như các bước đi khác nhằm xây dựng lòng tin và đảm bảo hòa bình lâu dài, an ninh và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân. Các quan chức Liên Hợp Quốc cũng đánh giá cao hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên. Cuộc gặp gỡ thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ mang lại một hiệu ứng tích cực và tạo động lực cho tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân trên phạm vi toàn cầu. Liên Hợp Quốc hoan nghênh hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên nỗ lực tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho vấn đề Triều Tiên. Các cơ quan chức năng của Liên Hợp Quốc sẵn sàng hỗ trợ tiến trình này thông qua mọi cách thức, gồm cả thực hiện nhiệm vụ xác minh nếu như nhận được yêu cầu từ các bên liên quan. Thưa ông, sự kiện Mỹ và Triều Tiên tổ chức hội nghị thượng đỉnh diễn ra sau những tín hiệu tích cực của hội nghị thượng đỉnh Liên Triều. Ông có thể tóm tắt những diễn biến tích cực giữa hai miền Triều Tiên kể từ cuộc gặp hồi tháng 4 vừa qua không? Tôi cho rằng các lãnh đạo của Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên đều có những buổi hội đàm xung quanh vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Năm 1953, Mỹ và Triều Tiên đã nhất trí ngừng chiến, nhưng điều này là không đủ. Bởi vì khi nói đến đình chiến thì cũng có nghĩa là hai nước có thể quay lại chiến đấu với nhau bất cứ lúc nào. Bởi vậy, chúng ta cần có một hiệp ước hòa bình giữa Mỹ, Triều Tiên và Hàn Quốc. Và tôi chắc chắn rằng điều này sẽ được ủng hộ bởi nhiều nước như Nga, Nhật Bản. Và nếu điều này thực sự xảy ra, người dân Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ thực sự hạnh phúc vì họ sẽ cảm thấy tự do, hòa bình và có thể sang thăm nước đối phương. Đó là điều rất quan trọng. Và tôi hy vọng rằng Mỹ sẽ nhanh chóng xây dựng mối quan hệ ngoại giao với Triều Tiên để có thể dẫn đến những kết quả tốt đẹp hơn xung quanh nhiều vấn đề khác. Sau đó, hai miền Triều Tiên và Hàn Quốc có thể có những hoạt động hợp tác về kinh tế. Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác không chỉ để cải thiện mối quan hệ song phương, mà còn là để giúp nâng cao tình trạng kinh tế xã hội tại Triều Tiên. Ngoài ra, tại Triều Tiên hầu như không có rừng, không như đất nước của chúng tôi rất chú trọng việc trồng rừng. Bởi vậy, với việc hai nước có những mối quan hệ tốt hơn, tôi mong muốn chúng tôi có thể đem lại những hỗ trợ trên nhiều mặt dành cho Triều Tiên. Và chúng tôi cũng muốn xây dựng những tuyến đường sắt, đường bay từ Busan qua Seoul, rồi tới Bình Nhưỡng và sang các khu vực khác trên thế giới. Với những kỳ vọng như vậy, có rất nhiều việc mà chúng tôi phải làm thông qua đối thoại để gắn kết hai khu vực với nhau hơn. Ông có cho rằng các cuộc gặp giữa Triều Tiên với Hàn Quốc, Trung Quốc và Mỹ có phải cho thấy Triều Tiên thực sự muốn phi hạt nhân hóa và mở cửa với thế giới không? Tất nhiên rồi, bạn biết đấy, trong vấn đề Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc có nhiều vấn đề phức tạp hơn so với vấn đề tái thống nhất giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Tình hình của chúng tôi khá đặc biệt. Ở đây, Hàn Quốc có sự can dự, Mỹ có sự can dự, Nhật Bản cũng vậy, vì mọi người đều quan tâm đến Triều Tiên. Và cả Trung Quốc cũng không muốn Triều Tiên sản xuất và sử dụng vũ khí hạt nhân. Bên cạnh đó, cả khi sử dụng vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo, Triều Tiên hiểu rằng họ không thể chiến tranh với Mỹ mà chiến thắng. Họ sẽ thất bại, bởi công nghệ của Mỹ cũng rất tiên tiến. Nhưng Triều Tiên có thể tấn công Trung Quốc, Hàn Quốc dễ dàng hơn, và điều này chính là lo ngại lớn nhất. Theo ý kiến cá nhân của tôi, điều này có một chút phức tạp như vậy. Và vì lý do đó, các lãnh đạo Trung Quốc, Mỹ và Hàn Quốc đều kỳ vọng Triều Tiên giải giáp vũ khí hạt nhân. Chính phủ Triều Tiên cũng hiểu được rằng việc giải trừ vũ khí hạt nhân là điều quan trọng để đảm bảo hòa bình cho tất cả mọi người tại khu vực Viễn Đông, gồm Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc và cả Nga. Ông dự đoán thế nào về tương lai quá trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên?
Vâng, đây là một câu hỏi thú vị. Theo ý kiến cá nhân của tôi, Triều Tiên có thể phát triển vũ khí hạt nhân, tiếp tục phát triển mạnh mẽ, quân sự của họ có thể được tăng cường, nhưng kinh tế của họ sẽ đi xuống. Người dân sẽ không có tiền để sống và đất nước của họ sẽ sụp đổ. Tình hình kinh tế tại Triều Tiên hiện nay vốn đã rất khó khăn bởi họ đang gánh chịu các lệnh cấm vận từ Mỹ, châu Âu, Nhật Bản. Năm ngoái, Nga và Trung Quốc cũng bắt đầu tham gia vào các lệnh cấm vận này. Hiện nay, Triều Tiên đang gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn từ lương thực đến nhiên liệu, dầu mỏ. Họ không thể tồn tại. Do vậy, họ sẽ chọn từ bỏ vũ khí hạt nhân và bắt đầu phát triển kinh tế. Và khi làm như vậy, thực tế cho thấy rất nhiều quốc gia bày tỏ thiện chí hỗ trợ họ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, ngay cả các nước châu Âu. Mặt khác, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rất trẻ, ông ấy chỉ hơn 30 tuổi, ông ấy được đào tạo tại Thụy Sĩ. Theo đó, ông ấy có suy nghĩ, cách nhìn và hành động cởi mở hơn, làm thế nào để đem lại cuộc sống tốt nhất cho người dân của mình, để đất nước trở nên thịnh vượng. Ông ấy có tài lãnh đạo và tầm nhìn, tôi cho rằng hơn cả cha và ông nội mình. Và tôi tin rằng, giải trừ vũ khí hạt nhân là những điều ông ấy nghĩ. Ông ấy phải giải quyết vấn đề về hạt nhân. Ông dự đoán thế nào về quan hệ Triều Tiên và Hàn Quốc sau hội nghị Mỹ Triều lần này? Nếu Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân thật sự, như tôi đã nói, Hàn Quốc sẽ hết sức ủng hộ, trên mọi khía cạnh, chúng tôi sẽ hỗ trợ. Còn nếu họ không làm vậy, chúng tôi sẽ kịch liệt phản đối. Hơn 15 triệu người Hàn Quốc sẽ không bao giờ cho phép chính phủ hỗ trợ một quốc gia tham gia sản xuất vũ khí hạt nhân. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều là cơ hội rất tốt để ông Kim Jong-un bắt đầu kế hoạch thực hiện việc gỡ bỏ vũ khí hạt nhân. Bạn biết không, chính phủ của Hàn Quốc được bầu ra trực tiếp bởi người dân và sẽ thực hiện nguyện vọng của người dân. Đảng Dân Chủ cầm quyền của Tổng thống Moon Jae-in đã lãnh đạo đất nước suốt 15 năm qua, trước đó là đảng đối lập cầm quyền. Họ quen thuộc hơn với tình hình đất nước thời chiến tranh với Triều Tiên và có thù hằn sâu sắc với Triều Tiên. Vì thế, nếu năm tới bầu cử quốc hội, đảng lãnh đạo bị thay đổi, thì việc hàn gắn giữa Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ rất khó khăn. Chính vì thế, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hiểu được hiện tại chính là cơ hội tốt để bắt tay trở lại với Hàn Quốc, cùng với sự ủng hộ của nhiều nước khác như Mỹ và thu về lợi ích kinh tế cho Triều Tiên, và theo đó, ông ấy có thể tiếp tục cầm quyền trong thời gian dài. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông. Một lần nữa cảm ơn ông đã tham dự chương trình Thế giới sự kiện. Cảm ơn bạn. Sau những chỉ trích liên tục về chủ nghĩa bảo hộ hay cản trở toàn cầu hóa, cuối cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã có một bước đi được ủng hộ mạnh mẽ khi đối thoại với Triều Tiên. Và Triều Tiên sau thời gian dài đóng cửa cuối cùng đã mở cửa ra với thế giới. Kỳ vọng về một tương lai hòa bình bền vững trên bán đảo Triều Tiên càng có cơ sở khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng đã lên kế hoạch cho một hội nghị thượng đỉnh ba bên với Mỹ và Triều Tiên ngay sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều kết thúc. Đến đây, chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.